Xin chào các anh chị đã quay trở lại với kênh YouTube của Nệm Giá Kho Không Lo Về Giá. Và hôm nay mình rất là vui khi được giới thiệu với các anh chị dòng sản phẩm hiện đang bán rất là hot tại Nệm Giá Kho Không Lo Về Giá. Đó chính là chiếc nệm cao su thiên nhiên kim cương ạ. Và như các anh chị và các bạn đã thấy thì chiếc nệm cao su kim cương này được làm bằng 100% cao su thiên nhiên ạ. Nệm có cái độ đàn hồi cũng như cái độ êm rất là tốt. Khi mà mình nhún xuống như thế này thì độ đàn hồi của nệm cực kỳ cao ạ. Được xử lý bằng công nghệ hiện đại cũng như là diệt trùng nên là nệm rất là an toàn cho người sử dụng. Và đối với những cái khách hàng mà thích sử dụng nệm cứng thì cũng có thể sử dụng chiếc nệm cao su thiên nhiên này ạ. Và như các anh chị và các bạn cũng đã thấy thì vải bọc như thế này thì rất là dễ dàng trong cái việc vệ sinh, rất là mềm. Và chiếc nệm cao su thiên nhiên của chúng ta thì có bảo hành lên tới 10 năm ạ. Và hiện nệm Giá Kho Không Lo Về Giá đang bán với cái dòng sản phẩm nệm cao su thiên nhiên này với mức chiết khấu là 30% ạ. Khi các anh chị và các bạn mua với kích thước là 1m8 x 2m 10 phân thì các anh chị và các bạn sẽ được tặng hai gối như thế này ạ. Đây là chiếc gối cao su thiên nhiên ạ. Và mặt trước mặt sau là đều có những cái lỗ thoáng như thế này, sẽ giúp cho chiếc gối của chúng ta trở nên thoáng mát. Và đây là chiếc nệm cao su thiên nhiên có độ dày là 20 phân ạ. Và phía trên thì sẽ có những cái lỗ nhỏ như thế này, sẽ giúp cho các anh chị và các bạn khi trải nghiệm chiếc nệm cao su thiên nhiên này sẽ cảm thấy sự thoáng mát và không gây bí. Như là các anh chị và các bạn có thể thấy thì phía dưới của chiếc nệm cao su thiên nhiên này thì được thiết kế là cái ô vuông như thế này, giúp cho chiếc nệm của chúng ta trở nên rất là thoáng mát. Và hiện nệm Giá Kho đang có rất là nhiều những cái chương trình khuyến mãi dành cho cái dòng nệm cao su thiên nhiên kim cương ạ. Để biết là mình đã mua được cái sản phẩm nệm cao su thiên nhiên kim cương chính hãng, các anh chị có thể xem phiếu bảo hành này ạ. Ngoài ra khi các anh chị mua nệm thì có thể nhận biết đây được là nệm chính hãng thì các anh chị có thể thấy cái hình logo của nệm cao su thiên nhiên kim cương và đây cái mã số ạ. Và nệm Giá Kho đang là một trong những đại lý xuất sắc của nệm cao su kim cương. Và để các anh chị và các bạn có thêm về thông tin chi tiết cũng như là giá thành và cái chương trình khuyến mãi tại nệm Giá Kho, các anh chị và các bạn có thể truy cập vào trang web nệm giá kho.com. Cảm ơn các anh chị và các bạn đã xem video của mình.